Em chào mọi người nhé. Thì trong clip này em sẽ làm một cái video ngắn rồi để chia sẻ về sự khác biệt giữa hai cái dòng loa full và loa nằm truyền thống, và so sánh luôn chất âm của hai cái dòng này trên cùng một con đẩy, cùng một con vang và cùng một cái nguồn phát là từ cái đầu màn kia, để cho các bác thấy được sự khác biệt rất là rõ ràng và trực quan của hai cái dòng loa phổ biến nhất hiện nay là loa nằm và loa full nhé. Đó. Thì ở trong này em có sử dụng hai dòng đều là loa full 25. Bạn loa nằm thì là JBL K110, hàng China bái xịn nhé, bái xịn luôn đấy. Còn loa full là của Serasut, bát chép là BMC Italia nhé. Con này thì là 4 chép giấy này, con này thì là 1 chép kèn và 1 bát từ thường. Con này thì là bát gần mút. Đấy, và ở đây thì em sẽ sử dụng, trước tiên là em sẽ để mức âm lượng vang là mặc định này, không tăng giảm gì nhá. Chỉ có điều duy nhất là con đẩy này thì em sẽ sử dụng kênh này, kênh bên tay trái này này, là đánh con loa nằm JBL K110. Đấy anh nhá, em vặn lên này. Đấy, loa full tắt đi nhá, loa nằm đang kêu. Đấy. Còn kênh bên tay phải, kênh channel 2 này, đây này, thì em sẽ dùng để đấu với loa full Serasut bát chép Italia. Đấy. Trước tiên thì em sẽ bật con loa nằm lên trước nhá. Đấy, âm lượng ở vang thì em để nguyên si nhá, không can thiệp gì hết. Đấy, con đẩy này là đẩy mạch class D, sử dụng nguồn ở biến áp xuyến. Đấy, mời các bác cùng thưởng thức nhá. Đấy, vẫn để nguyên si mức âm lượng, không can chỉnh gì đâu. Đấy, các bác có thể thấy ngay là con này nó ra lời chứ có cả, nó ra cái tiếng vẻ là yếu lắm, không được độ nhạy, nó không được cao. Trên những cái dòng loa nằm thì thông thường độ nhạy của nó khá là thấp, và để cùng một mức công suất nó sẽ không bao giờ mạnh được như loa full. Đấy, các bác thấy ngay. Đấy, vẫn để mức âm lượng này nha, chưa can thiệp gì vào. Bây giờ em sẽ chuyển sang con loa full này, tất cả đều vặn kịch hết đấy này. Đấy, nó phóng mạnh hơn rất là nhiều và độ nhạy của nó cao hơn rất là nhiều. Đó là trước tiên là bàn về chất to nhỏ của nhạc đã nhé, chưa bàn về chất âm. Đấy. Trước tiên là con loa nằm nó sẽ thua một chút về độ nhạy. Đấy, con loa full độ nhạy nó sẽ cao hơn, cùng với âm lượng con loa full nó sẽ phát ra to hơn. Đấy, và tiếp theo đấy, tắt con loa full đi này, bật con JBL lên này. Đấy, con này thì thấy ngay là lời của nó rất là dịu. Đấy. Tuy nhiên là nó sẽ không được mạnh như con loa full kia. Chắc chắn là phải kích lên một tí các bạn, kích âm lượng lên thì các bạn mới nghe được. Đấy, bù lại là khả năng sử dụng nhạc rất là tốt. Khả năng thể hiện nhạc rất là tốt, rất là chi tiết. Độ chi tiết, độ dịu rất là cao, là chép giấy công suất nó không lớn như chép kèn. Tuy nhiên là cái độ mịn của tiếng chép ấy, và cái độ tơi thì sẽ hay hơn, nó sẽ hay hơn chép kèn. Em sẽ bật lại cái bài nhạc vừa rồi nhé. Hát lại. Đấy. Rất là khác biệt luôn. Không can thiệp gì vào con vang đâu nhé. Cũng bởi vì vài cái lý do này cho nên là bây giờ loa nằm người ta cũng dần dần bài trừ đi, chơi rất là ít, rất là ít người chọn những cái dòng loa nằm để chơi. Chỉ những cái bác mà nghe nhạc nhỏ nhỏ trong những phòng nhỏ nhỏ nghe nhạc chi tiết ấy, nghe những nhạc lưu diêu nhạc mà đòi hỏi độ chất lượng cao ấy, thì họ hay thường chọn loa nằm. Đấy, bật con loa full lên này, tắt con loa BMB đi, JBL đi. Nó mạnh hơn rất là nhiều. Đấy, mà nó sẽ trội về cái giải lời, và cái giải chép của nó có vẻ là rất là mạnh. Lời của nó nổi hơn con này rất là nhiều, con này là sẽ chìm hơn. Bù lại là cái giải cao nó xử lý rất là tốt, rất là dịu, nghe nó rất là êm. Lòng này thì nó phóng mạnh hơn, tiếng chép nó có vẻ mạnh hơn, lời nó nổi hơn. Hai dòng này thì giá gần như là bằng nhau luôn. Tiếng hát em hát lung đôi cho rừng ban nợ trắng
Đấy, nếu mà bây giờ nhà các bác mà có loa nằm rồi thì các bác có thể sử dụng để trợ lời thêm cho cặp loa full. Với còn hát thì sẽ dùng loa full làm loa trợ, loa chủ lực chính để hát, nó sẽ thoát tiếng hơn. Còn là loa nằm thì gọi là để nghe nhạc hoặc là để trợ thêm một chút thì ok. Đấy, lời nó khỏe hơn con loa nằm rất là nhiều, cùng một con đẩy, cùng với âm lượng, cùng ở trở kháng 8 ohm nhé. Con này thì phải kích âm lượng lên mới nghe được các bạn. Này, kích lên một chút. Nếu mà ở mức âm lượng này thì con này chắc chắn nó sẽ to hơn rất là nhiều, nhưng mà em sẽ test thì con nó nằm trước. Được cái về khả năng nhạc rất là ok các bạn. Nghe nó rất là dịu. Đấy, sẽ test một chút ra chất âm mic nhá. Đây, trước tiên thì em sẽ giảm hết cỡ này và để mic lên. Đấy, để mà lấy cái tay mic đã. Trước tiên thì em sẽ test chất âm mic trên con JBL trước nhá. Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong cõi đời cười ra nước mắt. Dòng hàng JBL thì hát karaoke vẫn cứ là ok, tuy nhiên là nó sẽ không được như loa full bây giờ đâu. Đặt thì bật loa full lên sẽ thấy được khác biệt ngay này. Tiếng nó mạnh hơn rất là nhiều. Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời cười ra nước mắt. Đấy, nếu mà hát karaoke thì loa full nó sẽ hơn loa nằm rất là nhiều nhá. Và về nghe nhạc thì con loa nằm có vẻ là nghe nó sẽ êm hơn, dịu hơn. Loa full thì nó phóng mạnh, nó đánh không gian là lớn hơn loa nằm. Đấy, hai con này giá đang ngang ngửa nhau, hơn 5 triệu, rất là rẻ thôi. Con này là bãi xịn, con này cũng là bãi xịn nhưng mà là bát chép EMC Italia. Đấy, con này thì là chép giấy gân mút. Đấy, mọi người có nhu cầu thì chủ động liên hệ nhé, 0333 527 331. Giá cũng đã báo rồi. Vậy còn mọi người thích chơi kiểu nào thì em chiều được cửa ấy. Bên em đều có loa nằm, loa full có hết nha. Đấy, hoặc là cả nằm cả full. Đấy, như con này nó thiết kế vừa đứng vừa nằm được. Đấy, loa nằm, loa full bên em đều có và đều cung cấp hết. Các bác ước nguyện nào thì cứ chủ động nhắn vào Zalo nhé, 0333 527 331. Em sẽ tư vấn thêm cho mọi người. Xin chào mọi người nha, hẹn gặp mọi người ở các clip tiếp theo.